Hôm nay nó giải cái đề thi học kỳ 1 đây là môn toán 6 nha. Năm học 2023 gian 90 phút của phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Rồi đề này nó cho tự luận thôi, có tổng cộng là 6 câu. Thầy sẽ hướng dẫn em làm trong vòng thời gian 60 phút. Và chúng ta đi vào câu số 1. Một là nó kêu là tính hợp lý. Tính một cách hợp lý. Thì để làm được cái bài này thì mình cần phải nhớ một số nguyên tắc liên quan đến tính toán. Thứ nhất đó là mình nhớ về thứ tự. Thứ tự thực hiện phép tính. Là đầu tiên là mặt tròn, rồi tới mặt vuông, rồi tới mặt nhọn. Rồi tiếp theo đó là lũy thừa, rồi nhân chia, rồi tới cộng trừ. Rồi sau đó chúng ta dùng tính chất toán học nếu có. Rồi chúng ta thực hiện từng câu. Câu A trước. Ở đây chúng ta thấy là không có, ở đây là không có dấu ngoặc vì chúng ta thực hiện lũy thừa trước, cũng không có tính chất toán học luôn. Lũy thừa là 2 lũy thừa 3 nè, là 8. 2 này để lại, trừ để lại 3 lũy thừa 4 chia 3 lũy thừa 2 là chúng ta dùng cái công thức là gì? Chúng ta dùng cái công thức là trong cái trường hợp này thì chúng ta dùng công thức đó là A mũ M chia A mũ N, A mũ M trừ N. Đó là 3 mũ 4 trừ 2 là 3 mũ 2 đó. Rồi tới đây, ở đây có nhân với lũy thừa thì đáng lẽ thực hiện lũy thừa trước, nhưng mà mấy cái này nó độc lập với nhau tính được luôn. Nó cách nhau bởi dấu cộng dấu trừ là tính riêng được hết nha. 8 nhân 2 là 16, trừ 3 lũy thừa 2 là 9, 3 x 3 đó. Còn không biết bấm máy ra. Rồi 16 trừ 9 nó ra 7. Đó, định ra hoàn thành được câu A. Rồi, bây giờ ta đi vào câu B. Câu B này thì đầu tiên mình làm mình phải để ý nè, là số 8, 6 là dưới 14 á, nó có liên quan là tròn trăm. 2022 với 2022 giống nhau đó. Rồi đây ta phá ngoặc ra. Thì chúng ta nhớ về dấu khi thực hiện phép tính. Là dấu là như thế nào? Tức là cộng nhân cộng đó thì bằng cộng, hoặc là trừ nhân trừ cũng bằng cộng, còn cộng mà nhân cho trừ là bằng trừ, hoặc là trừ nhân cho cộng cũng bằng trừ đó. Như vậy đây trừ 86 để lại thì đây thấy là cộng với trừ là hành trừ 2022. Ở đây ta thấy cộng với trừ cũng hình trừ 14. Rồi cộng 2022 để lại. Và tới đây chúng ta sẽ dùng cái tính chất toán học. Tức là gì? A cộng B cộng C cộng D chẳng hạn, chúng ta gom lại là A cộng C B cộng D. Chúng ta gom lại chung một cái ngoặc cách nhau bởi dấu cộng. Đúng không? Thì ở đây trừ 86 chúng ta sẽ gom chung với trừ 14 lại. Trừ 14 với 86 đó. Còn trừ 2022 chúng ta sẽ gom chung với 2022. Trừ 86 với trừ 14 là trừ 100. Đó. Còn trừ 2022 cộng 2022 ra 0. Rồi trừ 100 phá ngoặc ra bình thường. Rồi cộng 0. Cái gì cộng 0 mà chính nó, bỏ luôn số 0 đi. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu B. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu C. Thì cái câu C này chúng ta nhớ hai thứ. Đó là gì?
đó là liên quan đến tính chất toán học và liên quan tới cái lý thuyết, đó là người ta sẽ quy ước. Quy ước là như thế nào? Cái gì mà mũ không là bằng một đó, hoặc là cái gì mà mũ một là bằng chính nó. Còn cái thứ hai là mình dùng, tức là a nhân b cộng a nhân c bằng a nhân b cộng c, tức là chúng ta thấy hai cái số a là giống nhau, chúng ta rút ra ngoài, còn lại b cộng c chúng ta để trong ngoài. Thì cái này gọi là tính chất phân phối của phép nhân là với phép cộng. Thì ở đây chúng ta thấy hai lý thừa hai giống nhau nè, nhưng mà chúng ta tính ra đi rồi chúng ta mới đem tính lý thừa ra trước nè. Cái lý thừa này tính là tính ba cái lý thừa này trước. Hai lý thừa hai là hai nhân hai á là bốn, nhân 85 để lại cộng 15, hai lý thừa hai là 4, trừ 2020 mũ không là ra một. Cái gì mũ không là bằng một đó, đúng không? Rồi thì chúng ta thấy đây giống nhau số 4 đây, chúng ta rút số 4 ra ngoài, còn lại 85 cộng cho 15, đem số 4 ra rồi còn lại 85 cộng 15 trừ một bên ngoài để riêng, để lại số 4, tính trong ngoặc trước, 85 cộng 15 là ra 100, trừ 1, rồi tính nhân trước, 4 nhân cho 100 là 400, trừ cho 1, 400 trừ cho 1 là ra nhiêu? 399. Rồi xong. Câu C. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu D. Câu D này, nếu như chúng ta dùng phương pháp tính trong cái mặt trước là không điểm, bởi vì ta để ý cái nè, 120 nhân 3 với có 3 với 120 nè. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái tính chất toán học. Tính chất gì? Ở đây nè, là A nhân với B cộng C. Chúng ta đưa cho A nhân B cộng A nhân C, tức là đi theo chiều này nè ha. Nè, hai cái A giống nhau là thay vì đem ra ngoài đó không, thì mình đưa ngược vô lại. Tức là ở đây là trừ 3 đúng không? Mình sẽ đưa vô với thằng 2 nhân 2 đó. Rồi cộng cho trừ 3, mình đưa vô với trừ 120 đó. Còn cái hàng này á để lại không có tính nha. Rồi tới đây tôi tính nè, trừ có một dấu trừ để lại, 3 nhân 2 là ra 6. Còn đây là trừ với trừ thành cộng đúng không, thay vì trừ với trừ nhân lại, 2 nhân 2 giống lần trước nè, cộng 3 nhân gần này là 360 đó, hiểu không? Còn cái này, cái này nhân lại đó là cũng 360 luôn. Rồi tiếp theo trừ 6 để lại là cộng với cộng, nãy mình học rồi, cũng là cộng, cộng 360 trừ 360. Rồi sau đó hai này mình tính chung nè đó, 360 trừ 360 đó, là nó sẽ ra là không, không cộng gì là bằng chính nó đó, là xong. Cái cách làm là như vậy mới đúng. Còn nếu mình thực hiện trong mặt là nhân thì làm ra cũng đúng, mà ta sẽ trừ điểm mình, đó là mình là không có, hoặc là ta không cho điểm, tại vì cái cách giải của mình nó không có đúng với tính chất của toán học. Rồi hiểu ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 2. Hay như thế nào? Tính tổng tất cả các số nguyên thỏa mãn. Rồi, tôi sẽ đi vào câu A trước. Ở đây số nguyên thỏa mãn lớn hơn trừ 5 bé hơn 5. Lớn trừ 5 bé hơn 5, nếu mình đưa cái trục số ra là mình sẽ hiểu nè ha. Đây, đó. Ví dụ trừ 5 là ở đây đúng không? 5 là ở đây. Thì trước trừ 5 là gì? Trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, rồi 0, rồi 1, rồi 2, rồi 3, rồi 4, rồi 5. Nhưng ít của mình nó cho lớn hơn trừ 5 bé hơn 5. Thì chúng ta chỉ lấy những cái số màu đỏ này thôi. Chừng nào có dấu bằng chúng ta mới lấy hai cái số này. Chỗ nào có dấu bằng lấy ha. Đó là gồm những cái số như vậy đó. Tức là để ít nó sẽ thuộc. Nhiều số thì chúng ta ghi thuộc. Còn một số chúng ta mới ghi dấu bằng. Thuộc là trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3, 4.
nó kêu mình tính tổng các số nguyên x, tổng các số nguyên x thì mình suy ra nè, tổng các số nguyên x là mình cộng hết những cái số này lại với nhau đó, tức là gì, dấu âm thì để trong mặt nè, trừ 4 nè, cộng trừ 3, cộng trừ 2, cộng trừ 1, cộng 0, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4. Thì tới đây chúng ta cần phải nhớ một cái công thức rất quan trọng nè. Cái số trừ A cộng cho A là bằng 0. Hai số này hai số đối với nhau. À, nhau bằng 0. Cho nên bài này chúng ta phải dùng cái tính chất toán học. Đó là nhóm lại với nhau. Đó là ta suy ra cái tổng này ha. Cái này đúng không? Chúng ta cho dấu bằng ở dưới đây đây. Đó. Chúng ta sẽ gom lại là trừ 4. Chúng ta phải ghép với 4. Để trong mặt vuông. Tại vì nó là mặt tròn. Trừ 3 chúng ta ghép với 3. Rồi, trừ 2 chúng ta ghép với 2. Rồi, trừ 1 chúng ta ghép với 1. Không và không có gì để lại nha. Thì hai cái số này cộng nhau nó sẽ bằng 0. Hai số này cũng vậy, trừ 3, trừ 3. Trừ 2 với 2, trừ 1, 1. Vậy là 0, cộng 0, cộng 0, cộng 0. Cuối cùng là số 0 nữa. Vì 0, âm số 0 cộng lại là ra 0. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái câu A. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Ở đây chúng ta sẽ suy ra x nó thuộc những số nào lớn bằng trừ 99 bé 100 đúng không? Thì cái số có dấu bằng xảy ra nè. Đó là thầy không có vẽ cục số nữa nha. Trừ 99 nè. Trừ 98. Trước nó lên là trừ 97. Ba số đầu tiên được rồi. Rồi mình lấy ba số cuối. Bé bằng 100 là số cuối cùng là 100. Thì trước nó là 99. Trước nó là 98. Vì mình lấy ba số cuối rồi. 98. Đúng không? Rồi tới 99. Rồi tới 100. Rồi mình lấy luôn cái 97 này luôn cho hồi đó mình gom lại cho nó giống nè. Rồi trước nó có 97 nữa nha. À, 97 nữa. Rồi, sau đó mình hiểu ha. Tổng các số nguyên là đó, mình ghi tổng các số nguyên là kể đây đây, đó, trừ 99, trừ 98, trừ 97, cái này nhiều lắm, ghi không hết nổi, cho nên mình ghi chấm 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 chấm. Nhưng mà mình hiểu không, tới đây nó có số 0 chính giữa nha, là trừ 1 nè. Rồi tới 0 nè, tới 1, rồi cộng chấm 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 chấm, tới 97, 98, 99, 100. Rồi chúng ta mới nhóm những hàng giống nhau lại nè. Trừ 99 với 99 nè. Đó. Rồi, trừ 98 nè. Với 98 nè. Rồi, à, trừ 97 nè. Với 97 nè. Vâng, cộng nha. Rồi tới trừ 1 nè. Rồi, tới 1 nè. Còn số 0 á, với 100 là nó không có chung bộ nào, chúng ta ghi riêng ra ngoài. Cái số 0 này trừ 1 với 1 là đối xứng nhau đấy không? Số 0 với 100 là không có dính, ta để riêng ra. Rồi, những cái ngoặc này nè, có mấy cái ngoặc này đều bằng 0 hết, có ba cái ngoặc đầu tiên. 0 cộng 0 cộng 0. Cộng ở đây là chấm 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 chấm, cái ngoặc này cũng là 0. Đúng không? Còn số tiếp theo là 0 nữa. Cộng 100. Chỉ là ở đây toàn là số 0, chỉ có duy nhất một số 100 thôi, cộng 100 cho nên kết quả là bằng 100. Đó, là chúng ta hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 3. Tìm x, biết. Câu A, à, ở đây là x là số hạng thứ nhất, 8 là số hạng thứ hai, trừ 2 là tổng. Vậy mình tìm x, mình sẽ lấy tổng trừ số hạng thứ hai. Nghĩa là trừ 2 trừ cho số hạng thứ hai là trừ 8. X là bằng trừ 2 trừ 8. Nếu mình thiếu 2.000, thiếu thêm 8.000 nữa là thiếu 10.000, trừ 10. Nếu không máy thì mình bấm máy ra nè, trừ 2. Mình bấm là trừ 2 trừ 8 nữa nó cũng ra trừ 10 thôi. Rồi là hoàn thành xong bài A. Bây giờ ta đi vào bài B.
12 là số bị trừ, 2 là số 2x là số trừ, 0 là hiệu. Thì chúng ta tìm 2x là tìm số trừ, lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Số bị trừ là 12 này, trừ đi hiệu là 0 đó. Rồi tìm 2x ra, tính cái số bị trừ trừ đi hiệu trước, 12 trừ 0 là ra 12. Thì lúc này x 2 đóng vai trò là thừa số thứ nhất, x là thừa số thứ hai và 12 là tích. Tìm x, lấy tích chia thừa số thứ nhất, tích chia thừa số thứ nhất. Rồi 12 chia cho 2 là bằng 6 là xong. À, là chúng ta hoàn thành xong cái câu B. Rồi bây giờ ta đi vào câu C. Thì 17 là số bị trừ, 2 cộng x là số trừ, trừ 3 là hiệu. Tìm 2 cộng x là tìm số trừ, lấy số bị trừ trừ đi hiệu. À, 2 cộng x đây, lấy số bị trừ là 17, trừ đi cái hiệu. Cái hiệu này là số âm, mình phải để trong ngoặc nha, không để ngoặc là sai. Và mình phải tính cái số bị trừ trừ đi hiệu trước nè. Đó, nãy chúng ta đã học về dấu dấu rồi ha, 10 cộng với trừ là thành cộng. Cho nên đây 17 chúng ta ghi là cộng 3. Nha, trừ với trừ thành cộng, cái kia ghi lại nha. Rồi cộng mới tính được nè, 17 cộng 3 ra nhiêu? Ghi 2 cộng x lại nha. 20. Thì lúc này 2 đóng vai trò là số hạng thứ nhất, x là số hạng thứ hai, 20 là tổng. Tìm x, lấy tổng trừ số hạng thứ nhất. Đó. Lấy tổng là 20 nè, trừ số hạng thứ nhất là x 2. Rồi, 20 trừ 2 phải tính ra được, đó là 18. Là hoàn thành xong câu C. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu D. Ở đây hai cái nhân nhau bằng không thì chúng ta phải nhớ cái công thức nè. A nhân với B mà bằng không. Đó. Thì chúng ta hiểu là A bằng không hoặc B bằng không. Đó là công thức. Thì A ở đây đóng vai trò là x cộng 7, B đóng vai trò là x trừ 5. Thì chúng ta x cộng 7 nó bằng không hoặc x trừ 5 bằng không. Thì có nhiều giáo viên người ta dùng cái từ hoặc hay là cái từ hay cũng đúng luôn. À, có nhiều giáo viên người ta ghi là cái từ hoặc hay là hoặc là cái từ hai đều như nhau, nhưng mà hoặc mới là chuẩn ha. Rồi ở đây x sẽ bằng mình, x đây là số hạng thứ nhất, 7 là số hạng thứ hai, không là tổng. Thì tìm x lấy tổng nè, trừ số hạng thứ hai. Còn bên này là x là số bị trừ, 5 là số trừ, không là hiệu. Tìm x lấy hiệu cộng với số trừ. Đó. Và tính ra 0 trừ 7 là ra trừ 7. Không biết thì bấm máy tính. Tức là có 0 đồng nợ 7 đồng nữa thì nợ 7 đồng. À. Rồi. Hoặc x bằng 0 cộng 5 là bằng 5. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu D. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 4. Số 4 như thế nào? Hai bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. À, Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Tức là Lan 8 ngày, còn Minh là 10 ngày. Hôm nay hai bạn gặp nhau tại thư viện. Tức là ngay cái ngày mà hai đứa nó cùng gặp nhau tại thư viện. Hỏi sao ít nhất bao nhiêu ngày nữa hai bạn ấy lại gặp nhau. Vậy mình nhớ nè, cái số 8 ngày với số 10 ngày nè, giống như con 8 với con số 10, mà nó hỏi cái từ ít nhất. Tức là mình hiểu không? Ít nhất gặp từ khóa ít nhất là gặp bội chung nhỏ nhất. Nhớ nha, gặp ít nhất là sau này mình gặp những cái bài toán mà nó liên quan tới chữ ít nhất. À, thì mình nghĩ tới là ít nhất, tức là tìm cái gì ít nhất. Ví dụ ít ít nhất đi, được chưa? Đó, ít nhất thì mình nghĩ đó là tức là x sẽ chia hết cho cái nào đó và x nhỏ nhất, thì từ đó mình mới suy ra x là bằng ước bội chung nhỏ nhất đó.
cái cách làm bổ chung nhỏ nhất á thì nó sẽ bằng tích những cái nhân lại những cái giống hoặc là khác nha, giống giống hoặc là khác đều lấy thằng lớn hết. Còn bội của bội chung nhỏ nhất rồi, hiểu cái gì thôi nha, xong rồi đó, vậy thì chúng ta hiểu ha. Tức là hỏi ít, nó hỏi bây giờ là hỏi ít nhất bao nhiêu ngày nữa thì hai bạn ấy gặp nhau, thì nó hỏi cái gì đó thường chúng ta gọi bằng chữ ít hoặc là chữ a. À, thường thì gọi chữ ít, gọi ít bao nhiêu ngày thì mình gọi ít ngày. À, là số ngày ít nhất hai bạn ấy gặp nhau tại thư viện. Thì cái số ngày nó cũng không có lẻ, chúng ta phải hiểu nó là số nguyên dương hay là số tự nhiên khác không. Đó, số nguyên dương hay là số tự nhiên khác không. Rồi thì tới đây chúng ta tới đây là chúng ta sẽ theo đề bài ta có tức là 8 ngày này đúng không, số ngày ít nhất gặp nhau nó ít nên sẽ chia hết cho 8, tức là cái số ngày gặp nhau nó phải chia hết cùng, chia hết cho hai thằng, và ít chia hết cho 10 ngày, thằng kia là 10 ngày và ít là nhỏ nhất. À, thì từ đó mình mới suy ra ít nó mới bằng là bội chung nhỏ nhất của 8 với 10. Đó, thì muốn tìm bội chung nhỏ nhất phân tích ra từ số nguyên tố và làm theo cái công thức. Đấy. Phân tích ra thừa số nguyên tố thì chúng ta dùng máy tính phân tích ra 8 bằng, thì mình để máy tính mình bấm nè, 8 bằng tiếp độ nó ra là 2 đĩa thừa 3. Rồi tiếp theo là số 10. Chúng ta cũng dùng máy tính bấm ra 10 bằng tiếp độ ra 2 nhân 5. Đó, thì chúng ta mới suy ra bội chung nhỏ nhất của 8 với 10 theo công thức là giống hoặc khác đều lấy lớn. Đúng không? Giống hoặc khác. À, giống hoặc khác đều lấy lớn. Vậy chúng ta hiểu không? Giống mà khác đều lấy lớn, tức là 2 mũ 3 với 2 là lấy hàng lớn, là lấy hàng 2 mũ 3. Còn khác đúng không? Là 5. Thằng này không có 5. Vậy nên là khác có mình nó thì nó là lớn, lấy nó luôn. Là 2 mũ 3 chính là 8 nhân 5. Tính 2 mũ 3 ra là 8 nhân 5 là 40. Rồi. Như vậy chúng ta kết luận ha. À, chúng ta cần thì biết. Vậy số ngày ít nhất hai bạn gặp nhau tại thư viện à, là 40 ngày. 40 ngày hai bạn nhau gặp tại nhau tại thư viện. Đó là hoàn thành xong bài số 4. Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 5. Số 5 như thế nào? Năm nha. Bạn An cắt bốn tấm bìa hình tam giác vuông à, với các kích thước hình bên ghép lại để tạo thành một hình thoi. Ghép lại tạo thành một hình thoi. Và bây giờ nó kêu mình hãy tính là cái gì? Hãy tính là độ độ dài các cạnh đường chéo. Cái này cũng dễ thôi. Chúng ta ghép bốn mảnh này nè, sao cho nó tạo ra hình thoi. Đó. Thì cũng bình thường thôi, có gì phức tạp ha. Chúng ta vẽ cái hình thôi nó ra. Hình thôi. Đó. Thì chúng ta hiểu. Hình thôi này á là nó ghép lại bốn cái mảnh nó lại với nhau. Đó. Ví dụ ở đây là ví dụ là một mảnh của nó đây. Ví dụ thì chỉ lấy phần một một mảnh của nó thôi để cho mình hiểu ha, để cho ghép. Tức là trong trường hợp này ví dụ thì lấy là một mảnh của nó đây. Một mảnh của nó đó, ví dụ một mảnh giống như cái hình vẽ vậy đó.
Đấy là cái một, mình chỉ lấy một một mảnh của nó thôi để mình tượng trưng thôi, còn mấy mảnh kia là mình tự mình hiểu ha. Đó, ghép lại đó là cái phần đó là một mảnh của nó đó, là giống như cái hình này nè, hình này nó to, đây là mình vẽ hơi nhỏ để vẽ cho to giống nó, cho nó giống luôn cũng được. Đấy đó, chúng ta hiểu ha. Ở đây chúng ta vẽ giống như vậy, nếu mình vẽ hình ra cái hình thôi nó cũng giống vậy đó, mình ghép lại giống vậy ha, bốn mảnh đó, giống như cái này là một mảnh của cái này nè, giống như vậy, có lẽ là vẽ cho nó giống giống tí đó. Đó chúng ta hiểu vậy ha. À, giống như đó là chúng ta một mảnh thôi đó, chúng ta hiểu như vậy. Thì trong cái này nó sẽ kêu mình tính cái gì, cái đường chéo cạnh rồi đúng không? Đó, đây mình nói lại cái đường chéo luôn. À, đó là cái hình vẽ cho tượng trưng cho thấy thôi. À, rồi bây giờ nó kêu mình hãy tính độ dài các cạnh và độ dài đường chéo. Cái cạnh của hình thôi nó cũng bằng 5 nè, cái cạnh ha. À, cái cạnh này là số 5 thì khi gấp vô đây là cái cạnh bốn hình thôi có bốn cạnh bằng nhau, cho nên cạnh của hình thôi nó cũng bằng 5 luôn. Cm. Rồi nó hỏi là độ dài đường chéo mình thôi, cái đường chéo là nó phân nửa cạnh này nè, nó có hai đường chéo. Đường chéo thứ nhất là mình lấy số 3 này nè, phân nửa là mình lấy 3 cộng 3. Còn đường chéo thứ hai là lấy 4 cộng 4. Đó, trên trên là đường chéo thứ nhất là mình sẽ lấy là 3 cộng 3. Tức là cái này phân nửa, thêm phân nửa dưới nữa là có 3 với 3 nè. Đó là bằng 6 cm. Rồi mình lấy cái đường chéo thứ hai là cạnh nằm ngang này là 4 nè, nó có hai cạnh nằm ngang ghép lại ha là 4 cộng 4. Đó là bằng 8 cm, là xong câu A. Đó. Và chúng ta vào câu B. Câu B như thế nào? Tính diện tích chu vi và diện tích hình thôi. Thì chúng ta nhớ lại công thức tính hình thôi, diện tích và chu vi. Diện tích của hình thôi. Đấy, hình thôi thì chúng ta nhớ công thức ha. Lấy đường chéo à, thứ nhất cộng với đường chéo diện tích nha, nhân chứ. Đường chéo thứ nhất nhân với đường chéo thứ hai. Nhân với đường chéo thứ hai và tất cả chia cho hai. Còn chu vi của hình thôi là mình sẽ lấy cạnh nhân 4 nhân cho cạnh nha, tức là nó có bốn cạnh bằng nhau cho nên 4 nhân cho cạnh. Đó là cái công thức tính diện tích và chu vi. À, chu vi trước, hỏi chu vi trước thì mình tính là chu vi của hình thôi là theo công thức là lấy cạnh nhân cho 4, đúng chưa? 4 nhân cho cạnh 4, cạnh của mình là 5 là bằng 20, chu vi là đơn vị cm. Rồi tiếp theo nó kêu mình tính là diện tích hình thôi. Diện tích hình thôi là mình lấy là gì? Đường chéo thứ nhất cộng đường chéo thứ hai nhân với đường chéo thứ hai chia hai, tích hai đường chéo chia hai. Mình sẽ để trên đường chéo thứ nhất là 6 tính ở trên đó, câu A. Đường chéo thứ hai là 8 chia 2. Và mình tính là 6 nhân 8 là 48, chia cho 2 là 24. Đơn vị diện tích là cm vuông. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái câu xong cái câu số 5. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 6. Bài số 6, bài cuối cùng. Thì chúng ta cái câu cuối cùng này
D, nó yêu cầu là gì? Cho A là 2 mũ 0, cộng 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 3, vân vân, cộng 2 mũ 19. Và B là 2 mũ 20. Chứng minh A và B là hai số tự nhiên liên tiếp. Tức là mình hiểu làm sao? Hai số tự nhiên liên tiếp, ví dụ số 1 với số 2 là hai số liên tiếp. Hoặc là số 5 với số 6 chẳng hạn. Hoặc là số 11 với 12 chẳng hạn. Thì hai cái số này nó hơn nhau một đơn vị. À, ví dụ cái số B trừ bằng cái số A cộng thêm 1. Đó. Thì hai cái số này gọi là hai số tự nhiên liên tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì nó hơn nhau một đơn vị, giống như là 12 nè bằng 11 cộng cho 1. Đó, thì hai số này nó cách nhau một đơn vị nha. Rồi, vậy chúng ta muốn chứng minh được hai số tự nhiên liên tiếp thì chúng ta phải chứng minh số này bằng số kia cộng 1, hoặc là số kia trừ 1 cũng được luôn. Mình hiểu không? Thí dụ 11 thì bằng 12 trừ cho 1. Còn nếu mình ghi 12 thì mình lấy là 11 cộng cho 1, đó là hai số như vậy gọi là hai số tự nhiên liên tiếp. Đó, rồi vậy chúng ta hiểu ha. Vậy để làm bài này được thì cái cách làm như thế nào? Thì chúng ta phải làm một lần chúng ta mới hiểu đây. Chúng ta lấy 2A, chúng ta thấy A nó có trong số 2. Thì theo nguyên tắc là mình phải lấy 2A trừ A. Và các bạn hỏi làm sao mình biết lấy 2A trừ A, đó là cái kỹ thuật mình làm nhiều giúp mình quen. 2 nè, A. 2A vô nha. A là nguyên cái cụm này. Đó, để nó trong mặt. Đó. Trừ A. A là nguyên cái cụm này để trong ngoài. Đấy. Tức là 2A trừ A nè, 2 nè, thấy số 2 không? Đó. A tức là cái cụm này. Đó. Trừ dấu trừ nè. Còn A là ghi lại cái cụm này, hiểu không? Cái cách làm nó là như vậy đó. Tức là cái kỹ thuật biến đổi nó thôi, mình phải nhớ. Rồi 2A trừ A, mình hiểu không? 2A trừ A tức là trừ cho 1A. 2A trừ cho 1A, bởi vì A là 1 nhân A. Và bây giờ mình nhân vô, là mình phải nhớ cái công thức là gì? Nhớ công thức nhân vô nha, nhớ là gì? Tức là A nhân cho gì? B cộng C chẳng hạn, là A nhân B cộng A nhân C. Là chúng ta thấy A đưa vô nhân với B, A nhân với C. Nhân vô thì đây nó có nhiều số nên mình nhân nhiều số thôi. À, lấy 2 nhân 2 mũ 0. À, lấy, thấy không? Tức là lấy số 2 này nè, nhân cho cái số đầu tiên này, rồi cộng. À, lấy 2 nhân cái số tiếp theo 2 mũ 1. Rồi, dấu cộng, ghi lại dấu cộng này. Nha. À, lấy 2 nhân cho 2 mũ 2. À, dấu cộng này để lại nè, lấy 2 nhân cho 2 mũ 3. Đó. Rồi, cái đây là dấu cộng chấm 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 để lại. Rồi lấy 2 nhân cho 2 mũ 19. Rồi, cái trừ cái ngoặc này để lại nha. À. Rồi, tới đây chúng ta thấy nè, ở đây nó có 2A giống nhau nè, chúng ta đem ra phía sau hoặc phía trước đều được, đem ra phía sau đi. Thì còn lại trong ngoặc là 2 trừ 1 ha. Đem ra phía trước nhận đúng, phía sau nhận đúng, như cái chữ A này mình có quyền đem phía trước hoặc phía sau đều được. Tại vì phép nhân có tính chất giao hoán. Đó, rồi, ở đây mình tính là 2 x 2 mũ 0. Mình hiểu 2 x 2 mũ 0 tức là mình dùng thức A mũ M á, nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N. Mà mình nhớ nè, cái A đó, mũ 1 chính là bằng A. Quy ước nha, còn A mũ 0 là bằng 1. Đấy. Như vậy ở đây nè, 2 mũ 2, 2 mũ 0 coi như là bằng 1, khỏi để luôn. Mà để cũng được. Còn lại là số 2. 2 tức là 2 mũ 1, có hiểu không? 2 là 2 mũ 1. Nhân với 2 mũ 0 là lấy 1, còn 0 là 2 mũ 1. Rồi. Tại sao phải để mũ 1? Tại vì để gì cho nó giống với bên này để hồi mình rút gọn nè. Còn 2 nhân 2 mũ 1 là 2 là 2 mũ 1, với 2 mũ 1 là 2 mũ 2. Ở đây là 2 nhân 2 mũ 2 là 2 mũ 1, 2 mũ 2 đó là 2 mũ 3. Tương tự đây, 2 nhân 2 mũ 3, 2 mũ 1, 2 mũ 3 là 2 mũ 4. Rồi đây 2 nhân 2 mũ 19 là 2 mũ 1, 2 mũ 19 là 2 mũ 20.
dấu trừ này để lại nguyên cái cụm này chúng ta để lại, hiểu không? Rồi ở đây nè, 2 trừ 1 đó, 2 trừ 1 là nó ra 1, 1 nhân cho A. Rồi ở đây mình thấy nè, nhìn nè, ở đây có từ 2 mũ 1 đến 2 20, trong khi ở đây có 2 mũ 0 đến 19 rồi. Vậy là nó trùng nhau gì biết không? Nè, 2 mũ 1 tới 2 mình tách ra trước đây là nó có số 19 nha. Tức là mình tách ra là 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 đúng không? Rồi cộng chấm 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 tới 2 mũ 19 rồi. Đó, mình nhốt chung mặt chung này, còn là 2 mũ 20 mình để bên ngoài. Đó, tức là cái cụm này là từ 2 mũ 1 tới 2 mũ 19, trước nó là 2 mũ 19 đó, là cái này. Còn là cái số 2 mũ 20 đó là mình tách riêng mình để bên ngoài. Đó. Còn cái này nha, mình phải làm cho nó giống từ 2 từ 1 đến 19 là thấy chưa? Thì bên đây mình phải tách cái cụm này nè. Tới đây là từ 0 đến 19 nhưng tách từ 1 đến 19 ra. Đó, vậy mình phải để trong cái mặt này 2 mũ 0. Đó, còn 2 mũ 1 đến 2 mũ 19 mình để chung trong cái mặt. Đó. Ở đây một nhân gì, một nhân a là bằng chính nó là a nè. Ở đây mình ghi là cái đầu tiên này đó. Ghi là cái đầu tiên này đó, tức là ghi từ đây tới đây, ghi là cái đầu tiên này. Và cái dấu trừ trước cái ngoặc phá ngoặc ra là đổi dấu, 2 mũ 0 là hành trừ 2 mũ 0 đó. Rồi cộng cho cái ngoặc này thành là trừ cho cái ngoặc này, tức là đổi dấu lại đây không, trừ cho cái mặt đó đấy. Rồi chúng ta ghi lại cái này là chữ A bằng, chúng ta thấy hai cái mặt này nè nó giống hệt với nhau nè đấy, nhưng nó trừ với nhau, cách nhau bởi dấu trừ thì nó bằng không đó. À, chứ là rút gọn hai số giống nhau trừ nhau bằng không, chỉ còn lại 2 mũ 20 trừ cho 2 mũ 0. Rồi 2 mũ 20 để lại, và mình hiểu nè, 2 mũ 0 cái gì, mũ 0 là bằng 1, 2 mũ 0 là bằng 1. Và bây giờ mình sẽ thay vô nè, 2 mũ 20 đề cho 2 mũ 20 là bằng B. Thấy không? Mình thay vô chữ B vô, tức là A, tức là thay 2 mũ 20 là bằng chữ B, B trừ 1 đó. Như vậy A nó hơn B là một đơn vị đúng không? Ví dụ A, mình hiểu không? A bằng B trừ 1, ví dụ thằng thằng A là bằng nhiêu? Ví dụ A là bằng 15 đi. Thằng B là bằng 16. Được chưa? Thì A tức là 15 á bằng 16 trừ cho 1 đó. Đó, vậy hai cái số 15 với 16 này là hai số cách nhau một đơn vị. Tức là mình suy ra A với B là hai số tự nhiên liên tiếp vì nó cách nhau một đơn vị. Đó là chúng ta hoàn thành xong đề này. Rất là dễ, không khó ha.